đây là trà sữa mà Bella Nguyễn cho mình tối qua. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ ôn toán một lúc. Mình sẽ đặt đồ ăn để đến giờ người ta ship đến. Và mình sẽ chuẩn bị cho cái meeting sắp tới với Student Government meeting hàng tuần. Đó, chiều nay thì có lẽ là mình sẽ lại lên campus. Tại vì buổi tối ở dorm rất là khó học ấy. Những ngày nắng thì mình có thể ngồi học ở đây và có ánh sáng. Tại vì bàn mình nó ở ngay cạnh ban công. Thế nhưng mà đến tầm 4 giờ chiều bắt đầu tắt nắng là không nhìn thấy gì cả. Và cái đèn bàn của mình thì nó hơi bé, cho nên là nhiều lúc thì mình vẫn phải căng mắt ra để nhìn ấy. Đây là một sấp bài toán mà mình làm. Mình biết là cái này nó như kiểu bình thường so với cái khối lượng bài ở trường công ở Việt Nam ấy, cho nên là chắc là cũng không có gì quá là bất ngờ với mọi người. Nữa mình sẽ về Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình đang cố để ôn nốt cho bài kiểm tra toán ngày mai. Ngày mai sẽ là bài kiểm tra cuối kỳ cuối cùng của mình. Và sau đấy thì mình sẽ có một ngày để nói chung là dọn dẹp, pack đồ các thứ. Kỳ tới bọn mình sẽ chuyển sang một cái dorm mới. Thế là bây giờ mọi người đều đã đang đóng hết đồ lại rồi để nhà trường chuyển đi trong cái đợt nghỉ đông này. Hôm trước thì mình có dậy và pick up mấy cái thùng các tông này rồi. Đó thì và mình cũng có đặt mua thêm cả một cái bịch túi chống sốc và mình không biết tại sao mà nó to đến như thế. Đây mình có 5 cái hộp nhưng mà chắc là mình sẽ chỉ dùng 2 cái là cùng. Một có một cái rất là to, còn đây là 4 cái loại bé. Đó. Hiện tại ngoài những cái việc đấy thì mình cũng không cần gì nhiều khác, bởi vì là bắt đầu từ hôm nay thứ hai, từ tuần này thì các lớp đã dừng hết rồi, cho nên là chỉ còn mỗi bài kiểm tra thôi. Là mình sẽ bay. Cái chuyến bay của mình thì sẽ đi từ Hàng Châu chứ không phải từ Thượng Hải. Từ Hàng Châu về Sài Gòn và xong rồi từ Sài Gòn bay ra Hà Nội. Tại vì cái đợt là mình đặt vé thì đợt đấy chưa có chuyến bay thẳng đến Hà Nội, cho nên là nha. Thế nên là mình sẽ phải đi tàu từ đây ra Hàng Châu, như là cái cách mà mình đi tàu từ Nam Kinh đến Thượng Hải đợt trước khi mà mình cách ly ấy. Và sau đấy thì mình sẽ từ Hàng Châu bay vào Sài Gòn và từ Sài Gòn bay ra Hà Nội. Thì cái chuyến bay hiện tại của mình có lẽ là mình sẽ hạ cánh xuống Hà Nội vào khoảng 2 giờ sáng. Hiện tại bọn mình đang đi bộ ra cái khu đằng sau Don, và có lẽ đây là lần cuối cùng bọn mình sẽ đi ở đây để mua bánh bao ăn sáng và mua cà phê. Ngày hôm nay là ngày mình cần tỉnh táo, cho nên là ngày nay mình sẽ đặc biệt mua cà phê mà không ngồi. Bình thường mình rất là hiếm khi mua cà phê takeaway. Bình thường mình mua đồ là mình mua chỗ ngồi ấy. Nhưng mà hôm nay mình cảm thấy là mình cần một lý do để dậy sớm. Right, Rio? Right. Very right. Đó là xong bài kiểm tra cuối cùng. Về cơ bản thì mình đã pack lại thành 2 thùng ở đây. Cho nên mình sẽ tranh thủ ra ngoài mua một chút đồ mình cần, với cả mua đồ cho mọi người nha. Rio, do you have anything to say before you leave?
Đây mọi người nhìn xem, lâu lắm nó không gặp mình, một cái con mèo này nó có cái thái độ, nó có cái thái độ phản đối kịch liệt việc nằm với mình như này. Xin chào mọi người, cuối cùng thì mình cũng đã về nhà. Buổi sáng vệ sinh private, không có người đi qua, và xong là sạch sẽ. Cái lúc mà mình bay sang Trung Quốc ấy là tự nhiên đang ở nhà, ngày nào ở nhà tự nhiên chuyển sang một cái môi trường mới. Ngày nào cũng không gặp bố mẹ, với cả là tự nhiên ở nơi khác, nó rất là lạ. Thế nhưng mà xong rồi mình quen rất nhanh ấy. Và xong rồi bây giờ về nhà thì hôm qua mình cũng cảm thấy rất là lạ, kiểu mình vừa mới đi có 3 tháng tự nhiên mình lại thấy mình ở Việt Nam rồi, đúng không? Đấy, nói chung là cái cảm giác cái lúc ở sân bay ấy, cái lúc mà trước khi đến nơi nó lạ. Thế nhưng mà về nhà khá thì mình lại đồ ở đấy, mình lại sáng nay ngủ đến tận 9 giờ mới bắt đầu dậy, xong mình bò dậy mình lại đi tìm con mèo, xong rồi nó không thích mình nữa, cho nên là mình cũng mình sẽ đánh răng tí nữa thì mình sẽ đi gội đầu. Bây giờ mình mới về Việt Nam mình phải tự tát lại cái nhan sắc. Ở bên Thượng Hải thì làm móng rất là đắt, cho nên là về Việt Nam mình đã tranh thủ làm móng luôn. Bài và chuyến bay của mình sẽ là 10:10 sáng nay. Xong rồi tầm 3 tiếng mình đến nơi rồi. Về đến nơi thì mình sẽ vào thẳng ký túc xá mới luôn. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi check in. Mình đã đến gần Đôn rồi. Mình đang đi bộ tới, nhưng mà ở trước mặt mình là hai cái trông đều giống Đôn của mình, cho nên là mình không biết là mình sẽ đi vào cái nào. Thế nên là mình vừa gọi Rio và bây giờ Rio sẽ ra đón mình. Mình sẽ đứng ở đây chờ Rio đón mình. Trời ơi, lạnh thật sự đấy. Kiểu bây giờ mình đang tháo găng tay ra, găng tay bên này của mình đang tháo găng tay ra để cầm máy quay. Mà thực sự mình cảm giác ngón tay của mình nó không còn tồn tại nữa rồi. Cho mọi người nhìn Thượng Hải dạo này, hoặc là khu này lá vàng đẹp ghê. Say hi. Hi. Oh, I look so different these days. Do you think? I think so. Really? Yeah. Wow. What now? Mình đã tới đông mới. Tại hôm nay rất là gió và lạnh. Giờ cái đấy mình cũng. Oh Rio, can't move. This. I did. Rồi bọn mình đang xin đường vào. The dorm. Nghỉ. Và. Tower 3 or 4? I'm in the same tower as you. I'm on like the 9th floor. Và mình đã mua cho Rio một cái nến của một brand ở Việt Nam.
và tí nữa mình sẽ tặng nó. Oh my god. Oh my god. Suitcase. That's you a want pretty suitcase. Hold on. My glove. Real? Why is it beep? Is it here? Okay. Hold on. Wow. Real. He's got. I'll be your man. Don't you don't go. Добре пожаловать. Yes. 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 Wow. Oh damn, this thing's green. Oh my boxes. Oh, wait, can we trade tables? Wait, I want this table. You can't take my table. I brought my iMac. Oh, you did? Yeah. Đây là phòng của mình. Rất là rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Chắc là mình sẽ lấy cái phía bên này. Bởi vì bên này nó có cái cái tủ này và cái bàn này nó rất là private. Nhưng mà nó có hơi bé một chút, nó hơi tối. Nên là có khi mình sẽ lấy cái bàn bên này. Đây là Rio. Hoặc là mình sẽ lấy bên kia. Mình rất là thích cái ban công này. Đây là đồ mà. Đó. Trong này bọn mình còn có cả một cái vệ sinh riêng. Đây. Và đây là một cái bếp. Rất là tiện. And that's possible because there's a reason you don't want it in the first place. No, yeah, because it's a very nice desk actually, right? But then it's incompatible with me physically because I can't put my iMac, right? Please. Please. 我不送给你啊. Please don't do this to me. 我也很喜欢我的桌子. But the 桌子不喜欢. There it is. My feet are so cold. Hiện tại mình đang cố để dỡ đồ ra và cái phòng của mình bây giờ trông như cái bãi chiến trường. Đây. Mình chắc là sẽ dành khoảng 2 tiếng tới trước giờ ăn để dỡ hết đồ xong rồi sắp xếp lại phòng. Bây giờ thì mình có 3 cái giường để chọn tại vì là mình đến sớm nhất. Chắc là mình sẽ chọn cái giường bên này. Mình sẽ chọn tầng 2 bởi vì cái này nó kiểu riêng tư và yên tĩnh hơn. Nhưng mà bây giờ ưu tiên đầu tiên là mình cứ phải xếp đồ hết ra khỏi hộp đã và xong rồi mình treo được cái gì lên thì mình treo trước. Yeah. Show us where Japanese is. In Japanese, we say hi. It's good hi. Wait, so Rio, can you please describe what you're doing to my shelf? So these are shelves, and I'm building them. Quite self-explanatory. It's a challenge, though, because there's no instructions. I don't know what it looks like. Well, you can ask me. See, that's a challenge. And I'm gonna build them exactly how it's supposed to be built. Okay. Challenge accepted. Put the timer on. Mọi người ạ, nhìn cái phòng của mình. Bây giờ đang làm một bãi. Okay. Đây. Một cái bãi chiến trường. Wow. Và bây giờ bọn mình vừa mới đi ăn tối về và mình sẽ dành tối nay để dọn hết đồ. Thank you.
update mọi người, hiện tại mình đã dọn xong một số cách cái góc như là góc này này và bếp biết các thứ, nhưng mà đây đây vẫn là cái đống ở trong phòng mình hiện tại. Mình không được gọn gàng sạch sẽ lắm nên là mình sẽ cố để dọn thêm một lúc nữa, xong rồi bây giờ cũng hơi muộn rồi cho nên là mình sẽ skincare nhanh để đi ngủ, rồi sáng mai mình dậy mình lại dọn tiếp. Nhưng mà gia đình mình muốn là song song trong hôm nay, tại vì ngày mai bạn cùng phòng mình cũng sẽ dọn vào. Bây giờ là khoảng 1 giờ đêm và cuối cùng thì mình cũng đã sắp xếp khá là ok. Đây, mọi nhìn nói chung là cũng khá là ổn rồi. Bây giờ mình sẽ đi ngủ tại vì rất là muộn. Ngày mai thì mình sẽ đóng nốt cái vali kia, dỡ nốt cái vali kia và mình sẽ lái hết cái đống quần áo và chạy một mẻ máy giặt, bởi vì mình có một vài đồ nhưng mà chưa đủ đồ để mình chạy, cho nên là mai mình dỡ cái vali kia ra thì mình sẽ giặt thêm một số đồ nữa. Và sau đấy thì chắc là bạn cùng phòng mình move in là vừa. Đấy, mình không muốn để một cái bãi chiến trường ở đây, không thì lúc đấy đồ kiểu đồ ai cũng vứt lung tung ra, xong nó lại lẫn vào của nhau, nó rất là phiền phức ấy. Đó, đây, nói chung khá ổn. Bây giờ thì mình sẽ đi ngủ.